Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng bóng đá giờ chót ngày hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2024, cùng kênh Mê Bóng Đá. Harry Kane giành danh hiệu chiếc giày vàng, Nunit lên tiếng về việc opt ra đi. Amrabat muốn ở lại Man United. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng bóng đá giờ chót ngày hôm nay, cùng kênh Mê Bóng Đá thưa quý vị. Báo Pháp chê bai Mbappe. PSG đánh bại Lyon với tỷ số 2-1 để giành chức vô địch Cúp Quốc gia Pháp trong trận đấu cuối cùng của Kylian Mbappe cho câu lạc bộ này. Phóng viên Riolo của RMC Sports cho rằng Mbappe đã có một trận đấu tệ hại và rõ ràng không có tâm trạng tốt cho Euro 2024. Đó là trận đấu cuối cùng của Mbappe và rõ ràng nó không thành công. Cậu ấy không có tâm trạng tốt. Một cuộc sống mới sẽ mở ra với cậu ấy. Mbappe bây giờ rõ ràng không phải là một Mbappe có thể đưa đội tuyển Pháp tiến xa. Liệu The Times có thể chuẩn bị đủ tốt cho cậu ấy? Nhưng rõ ràng cậu ấy không còn năng lượng. Tôi còn thấy cậu ấy có thái độ tốt hơn thường lệ, nhưng cậu ấy không còn năng lượng. Cậu ấy đã trải qua một trận chung kết mà gần như vô hình. Harry Kane giành danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2024. Với 36 bàn thắng tại Bundesliga, Harry Kane chính thức trở thành chủ nhân của chiếc giày vàng châu Âu ở mùa giải 2024. Rạng sáng nay ngày 27 tháng 5, vòng đấu cuối của La Liga, Serie A và tất cả những giải vô địch quốc gia còn lại ở châu Âu đã diễn ra. Bên cạnh những đội vô địch, người hâm mộ còn quan tâm cầu thủ sẽ là chủ nhân của chiếc giày vàng châu Âu. Không nằm ngoài dự đoán, Harry Kane chính thức giành giải thưởng danh giá này. Cụ thể, Kane về nhất với 36 bàn thắng, đạt 72 điểm, bỏ xa các chân sút khác là Sergio Ramos 28 bàn, Kylian Mbappe hay Erling Haaland 27 bàn. 9 trên 10 cầu thủ trong top ghi bàn ở mùa này đến ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Người còn lại là tiền đạo Victor của Sporting, 29 bàn. Harry Kane gia nhập Bayern Munich vào mùa hè năm 2023 rồi lập tức chứng minh giá trị. Sau 32 lần ra sân tại Bundesliga, tiền đạo người Anh ghi 36 bàn, trung bình 1,125 bàn trên trận. Các pha lập công của Kane cũng trải dài xuyên suốt mùa giải thay vì tập trung vào một giai đoạn. Chỉ có 9 trận anh không ghi bàn. Thành tích của cựu sao Tottenham còn có thể cao hơn nữa nếu anh không phải nghỉ thi đấu vì chấn thương ở 2 trận cuối mùa. Với 36 bàn, cũng giúp Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên giành chiếc giày vàng châu Âu kể từ Kevin Phillips ở mùa 1999. Ở mùa giải đó, cựu tiền đạo 50 tuổi ghi 30 bàn trong màu áo Sunderland tại ngoại hạng Anh. Đây cũng là lần thứ 6 Harry Kane giành một giải thưởng về thành tích ghi bàn trong sự nghiệp. Trước đó, tiền đạo 30 tuổi đã 3 lần giành vô phá lưới, 1 lần giành vô phá lưới World Cup và gần nhất ở cuộc đua vô phá lưới Bundesliga mùa này. Chiếc giày vàng châu Âu là niềm an ủi đối với Kane sau một mùa giải Anh đã thi đấu ấn tượng, nhưng Bayern lại trắng tay trên mọi mặt trận. Amrabat muốn ở lại Man United. Amrabat đã hoàn tất một năm cho mượn tại Man United với chiếc vô địch FA Cup. Tiền vệ người Maroc sẽ trở lại câu lạc bộ chủ quản Fiorentina. Trong mùa qua, Amrabat gặp khá nhiều chấn thương và cũng không chơi quá ấn tượng như kỳ vọng. Nhưng Amrabat lại chơi rất hay trong giai đoạn cuối mùa, đặc biệt ở trận chung kết FA Cup vừa qua. Phát biểu trước báo giờ, cầu thủ này thổ lộ mong muốn ở lại Old Trafford, ở lại Man United luôn là một trong những lựa chọn của tôi. Chúng tôi sẽ tiến hành đàm phán. Man United là đội bóng tuyệt nhất thế giới. Ai lại không muốn được chơi cho họ cơ chứ? Nunit lên tiếng về việc opt ra đi. Sau trận đấu với Wolves, tất cả các cầu thủ Liverpool đã vỗ tay khi Jurgen Klopp đi qua hàng rào danh dự, ngoại trừ Darwin Nunit. Một tuần sau khi Klopp rời đi, tiền đạo người Uruguay mới lên tiếng, loại bỏ hoàn toàn những tin đồn có mâu thuẫn giữa hai người. Chúng tôi đều sốc bởi sự ra đi của Klopp. Không có ai nghĩ điều đó xảy ra. Thật là một nỗi xấu hổ khi ông ấy rời đi. Cá nhân tôi muốn ông ấy rời đi theo cách hoành tráng, giành những danh hiệu. Nhưng điều đó không xảy ra. Đó cũng là sự xấu hổ với các cầu thủ. Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Vâng, và trước khi tiếp tục video, thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhiều Casemiro có động thái, Man U khả năng kiếm được tiền. Theo nhà báo Jonathan Ramos, tiền vệ Casemiro có ý tưởng chơi bóng ở Ả Rập Saudi trong bối cảnh tương lai tại Man U không còn được đảm bảo. Casemiro thực sự sa sút và không còn là một tiền vệ đẳng cấp hàng đầu. Phong độ của Casemiro không cho thấy sự ổn định trong mùa giải này. Rõ ràng tiền vệ người Brazil đã mất đi tốc độ và sự chính xác cần thiết. Những pha vào bóng của Casemiro không còn cho thấy sự hiệu quả. Trong mùa vừa qua, Casemiro thường xuyên bị chấm điểm thấp. Không gì có thể bào chữa cho việc một tiền vệ giàu kinh nghiệm như Casemiro lại để đối thủ lừa qua đến 8 lần trong một trận đấu cụ thể. Không cầu thủ nào ở ngoại hạng Anh mùa này có thống kê tệ hại như Casemiro. Thậm chí anh còn không ra sân ở chung kết FA Cup. Do đó, tương lai của Casemiro trở nên khó đoán. Theo nhà báo Jonathan Ramos, tiền vệ Casemiro có ý tưởng chơi bóng ở Ả Rập Saudi trong bối cảnh anh đang quan tâm. Cầu thủ 32 tuổi có khả năng sang Trung Đông trong bối cảnh anh không được coi là một phần quan trọng trong kế hoạch tương lai của câu lạc bộ. Hiện tại Casemiro còn hợp đồng tới tháng 6 năm 2025. Hè này là cơ hội cuối để Man U kiếm tiền từ Casemiro. Hansi Flick ấn định thời điểm ra mắt Barca. Hansi Flick đang là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế thuyền trưởng tại Nou Camp.
Barca thậm chí đã có kế hoạch đàm phán với chiến lược gia người Đức từ trước khi sa thải huấn luyện viên Xavi. Cuộc đàm phán giữa Hansi Flick và Barca diễn ra suôn sẻ. Theo nhà báo Romano, cựu huấn luyện viên đội tuyển Đức đã đồng ý mọi điều khoản cá nhân với Barca. Ông Flick sẽ chính thức đặt bút ký và công bố thông tin này trong tuần tới. Ronaldo tiến sát thêm một danh hiệu cá nhân. Ronaldo gần như chắc chắn sẽ có thêm danh hiệu cá nhân là vô phá lưới giải vô địch quốc gia Saudi Arabia mùa giải 2024. Rạng sáng ngày 28 tháng 5, mùa giải vô địch quốc gia Saudi Arabia 2024 sẽ kết thúc với vòng đấu cuối cùng, vòng 34. Trước vòng đấu này, chiếc vô địch đã chắc chắn thuộc về Al Hilal. Các vị trí dự cúp C1 châu Á cũng đã được xác định dành cho Al Hilal, Al Nassr và Al Ahly. Giải đấu chỉ còn gay cấn ở cuộc đua đến suất dự cúp C2 châu Á giữa Antalyaspor và Al Ittihad, cùng cuộc chạy trung tâm vé xuống hạng giữa Al Ahly, Al Ittihad, Abha và Al Riyad. Tuy vậy, với phần đông khán giả trên thế giới, họ sẽ hướng sự quan tâm đến cuộc đua vua phá lưới của giải vô địch quốc gia Saudi Arabia 2024 hơn khi Cristiano Ronaldo đang ở rất gần danh hiệu này. Hiện tại, Ronaldo đã ghi được 33 bàn thắng, trong khi người xếp ngay kế tiếp là Mitrovic mới có 27 bàn. Ngay cả khi không ghi bàn ở vòng cuối cùng, CR7 vẫn rất nhiều cơ hội để là vua phá lưới giải vô địch quốc gia Saudi Arabia mùa giải 2024 khi Mitrovic cần ghi đến 6 bàn mới đuổi kịp siêu sao người Bồ Đào Nha. Ở vòng cuối cùng, Ronaldo cùng Anna gặp Al Ittihad, trong khi Mitrovic và Al Hilal đối đầu Al Ezzah. Mùa giải trước, Ronaldo đến với Anna ở nửa sau nên chỉ có 14 bàn thắng và không thể có được danh hiệu vua phá lưới giải vô địch quốc gia Saudi Arabia 2023. Galatasaray vô địch Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả này giúp Galatasaray có 102 điểm và giành chức vô địch Super League lần thứ 24 trong lịch sử. Trong khi đó, Fenerbahce lập kỷ lục là đội về nhì nhiều điểm nhất trong các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu với 99 điểm, hơn Liverpool 97 điểm. Ở vòng áp chót, Fenerbahce thậm chí còn đánh bại chính Galatasaray để níu giữ hy vọng đến vòng hạ màn, nhưng cuộc lật đổ lịch sử đã không dễ dàng. Bonucci giải nghệ. Leonardo Bonucci đã chính thức thông báo quyết định giải nghệ. Trận đấu cuối cùng của huyền thoại người Italia là trận hạ màn mùa giải của Fenerbahce. Trung vệ người Italia đã hủy hợp đồng với Juventus hè năm ngoái và gia nhập Union Berlin theo hợp đồng có thời hạn 1 năm. Tuy nhiên, có thời gian tại Đức chỉ kéo dài 6 tháng và Bonucci đã gia nhập Fenerbahce ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Bonucci hy vọng được điền tên vào đội hình Italia cho vòng chung kết Euro 2024. Nhưng sau khi bị huấn luyện viên Luciano Spalletti loại khỏi đội hình sơ bộ, Bonucci đã quyết định treo giày. Trong sự nghiệp của mình, Leonardo Bonucci đã giành được tổng cộng 9 danh hiệu Serie A cùng rất nhiều danh hiệu quốc nội khác ở Italia. Ngoài ra, đỉnh cao trong sự nghiệp của Bonucci chính là chức vô địch Euro 2020. Greenwood nói lời tạm biệt Getafe. Chia sẻ trên trang Instagram cá nhân, Greenwood viết: "Tôi vô cùng biết ơn gia đình và fan Getafe vì một mùa giải tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã chào đón tôi nồng nhiệt và cho tôi cảm giác như một thành viên thực thụ. Tôi đã tận hưởng từng giây phút thi đấu cùng các đồng đội và câu lạc bộ. Mặc dù đây là một kết thúc buồn vui lẫn lộn, nhưng được thi đấu cho các bạn thực sự là một niềm vui. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Real sẽ quay trở về Man U sau khi hết hạn cho mượn. Tuy nhiên, tương lai của cầu thủ này tại Old Trafford đang được đặt dấu hỏi lớn." Chúng tôi chuyên tài khoản ADSEN, chuyên chạy sách, chạy giờ, cung cấp kênh bậc kiếm tiền view sức tự nhiên, kháng các thể loại kênh. Gà sạch giá chỉ 500k một tài khoản. 1.000 sách thường giá chỉ còn 200k. 1.000 sách thật giá chỉ còn 400k. 4.000 giờ thường giá chỉ còn 2.200k bảo hành 7 ngày. 4.000 giờ thực giá chỉ còn 3.500k, bảo hành vĩnh viễn. Kênh bậc kiếm tiền view sức tự nhiên, giá chỉ còn 5.500.000. Kênh đủ giờ và sub, giá chỉ còn 3.500.000. Kháng kênh sử dụng nội dung và các thể loại, giá chỉ còn 800k. Tư vấn đi đúng đường nhanh chóng bậc kiếm tiền, các vấn đề YouTube, 500k cho một cuộc gọi. Liên hệ ngay 0352 267 668 để hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và tận tình. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.